Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị trơn như, lấy hư không làm chỗ hướng đến, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị thánh đế khổ, lấy hư không làm chỗ hướng đến, thánh đế tập diệt đạo, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị bốn tịnh lự, lấy hư không làm chỗ hướng đến, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tám giải thoát, lấy hư không làm chỗ hướng đến, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị bốn niệm trụ, lấy hư không làm chỗ hướng đến, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp môn giải thoát không, lấy hư không làm chỗ hướng đến, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị 10 địa Bồ Tát, lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị 5 loại mắt, lấy hư không làm chỗ hướng đến. 6 phép thần thông, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị 10 lực Phật, lấy hư không làm chỗ hướng đến. 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị pháp không quên mất, lấy hư không làm chỗ hướng đến, tánh luôn luôn xả, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị trí nhất thiết, lấy hư không làm chỗ hướng đến, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tất cả pháp môn Đà La Ni, lấy hư không làm chỗ hướng đến, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị quả dự lưu, lấy hư không làm chỗ hướng đến, quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, cũng lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị quả vị độc giác, lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị tất cả hạnh đại Bồ Tát, lấy hư không làm chỗ hướng đến. Muốn vì hữu tình tuyên thuyết khai thị quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, lấy hư không làm chỗ hướng đến.